Chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô trò chúng ta sẽ chơi một trò chơi xem tranh đoán tên các bài hát đã học nhé. Nào, hãy quan sát lên màn hình và với bức tranh thứ nhất gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào đã được học nào. À, đó chính là bài hát Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Bức tranh thứ hai gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào đã học. Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác, đó là bài hát Em yêu hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Bức tranh tiếp theo, hình ảnh gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào? À, đó chính là bài hát Chúc mừng, nhạc Nga, lời Việt, Hoàng Lân. Bức tranh thứ tư, hình ảnh gợi cho chúng ta nhớ đến bài hát nào? Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời thật chính xác. Đó là bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lý Hữu Phước. Và đó cũng chính là nội dung của tiết học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với tiết 1, ôn tập các bài hát đã học. Quốc ca Việt Nam, Em yêu hòa bình, Chúc mừng thiếu nhi thế giới liên hoan. Nào, cô trò chúng ta cùng nhau ôn bài hát Quốc ca Việt Nam nhé. Các em ạ, bài hát Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Bài hát Quốc ca còn có tên gọi khác, đó là bài Yến Quân ca, được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944. Đến năm 1945, bài hát Yến Quân ca đã được công nhận và đổi tên thành bài Quốc ca Việt Nam và được sử dụng trong nghi lễ chào cờ của cả nước. Sau đây, xin mời các em hãy lắng nghe lại giai điệu của bài hát nhé. Các em vừa được nghe xong giai điệu của bài hát, hãy cho biết khi hát bài này chúng ta cần thể hiện tình cảm như thế nào? À các em ạ, à, bài hát Quốc ca Việt Nam có nội dung thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Vì vậy, khi hát chúng ta nên thể hiện tình cảm và thể hiện sắc thái nhịp đi nhé. Xin mời các em cùng thể hiện hòa giọng theo nhạc. Thank you.
Hãy thể hiện bài này với tư thế đứng nghiêm, ngay ngắn, mắt nhìn về phía trước như khi chúng ta chào cờ. Xin mời các em thực hiện. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ôn bài hát Em yêu hòa bình. Các em ạ, bài hát Em yêu hòa bình là một bài hát do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác. Ông là một nghệ sĩ ưu tú, một nhạc sĩ, họa sĩ. Một cuộc sống hòa bình, yên vui và hạnh phúc, đó là niềm mong ước của mọi người trên trái đất. Các bạn nhỏ của chúng ta cũng đều mong muốn như vậy. Bài hát Em yêu hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã nói lên tình cảm và lòng khát khao đó của các em. Sau đây xin mời chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của bài hát nhé. Bạn nào cho cô biết khi hát bài này chúng ta cần thể hiện tình cảm như thế nào? Các em ạ, khi hát bài này chúng ta cần thể hiện tình cảm tươi vui vừa phải, thể hiện được nội dung yêu hòa bình của các bạn nhỏ nhé. Xin mời các em cùng hòa giọng theo nhạc.
một hình thức hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm hoặc thể hiện vài động tác phụ họa mà mình yêu thích nhé. Xin mời các em thể hiện nào. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn bài hát chúc mừng nhé. Các em ạ, bài hát chúc mừng là một bài hát khá quen thuộc đối với người dân Nga và nhạc sĩ Hoàng Lân đã phủ lời Việt cho bài hát. Bài hát có giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển, diễn tả tình cảm thân thiết, ấm áp của những người bạn trong ngày vui gặp mặt. Sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài hát. Các em hãy cho biết khi hát bài hát này chúng ta cần thể hiện tình cảm như thế nào? Các em ạ, khi hát bài hát này chúng ta cần thể hiện nhịp nhàng để thể hiện được tình cảm thiết tha, ấm áp của những người bạn, những người thân trong ngày vui gặp mặt nhé. Xin mời các em cùng hòa giọng theo nhạc. Thể hiện bài hát với hình thức hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm hoặc thể hiện một vài động tác phụ họa mà mình yêu thích nhé. Xin mời các em thể hiện nào. Nào, sau đây cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn bài hát thiếu nhi thế giới liên hoan nhé. Các em ạ, bài hát thiếu nhi thế giới liên hoan là một bài hát do nhạc sĩ Lưu Phước sáng tác. Ông là một nhạc sĩ có những bài hát có tầm ảnh hưởng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Bài hát thiếu nhi thế giới liên hoan là một trong những bài hát hay nói về tình hữu nghị của trẻ em trên toàn thế giới. Sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu của bài hát. Chưa chắc
Bạn nào cho cô biết khi hát bài này chúng ta cần thể hiện tình cảm như thế nào? Các em ạ, khi hát bài này chúng ta cần thể hiện tình cảm vui, nhịp nhàng, thể hiện được sự hồn nhiên, tinh thần đoàn kết, thân ái của các bạn nhỏ trên toàn thế giới nhé. Xin mời các em cùng lắng nghe và hòa giọng theo nhạc nào. Sau đây, các em hãy thể hiện bài hát với những hình thức như hát kết hợp vỗ tay, gõ đệm hoặc kết hợp với một vài động tác phụ họa mà mình yêu thích nhé. Xin mời các em cùng lắng nghe nhạc nào. Các em vừa ôn tập xong 4 bài hát, sau đây chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi hái hoa dân chủ. Trò chơi bắt đầu. Nào các bạn ơi, chúng ta cùng nhau ra vườn hoa và đi hái bông hoa thứ nhất nhé. Ồ, đó là một bông hoa may mắn, các bạn sẽ không phải trả lời câu hỏi. Nào, bông hoa thứ hai đâu rồi? Em hãy hát một đoạn mà em thích nhất trong bài thiếu nhi thế giới liên hoan. Vậy, mỗi bạn sẽ tự chọn một câu hát trong bài thiếu nhi thế giới liên hoan và hát thầm nhé. Bông hoa thứ ba ở đâu rồi? Em hãy thể hiện bài hát quốc ca Việt Nam lời 1 với tư thế đứng trang nghiêm như khi chào cờ. Vậy các em sẽ cùng nhau thực hiện nào.
Nào, cô trò chúng ta cùng nhau đi hái bông hoa thứ tư nào. Đây là một câu hỏi. Bài hát thiếu nhi thế giới liên hoan do ai sáng tác? Nội dung của bài hát là gì? Có hai đáp án, đó là đáp án A và đáp án B. Xin chúc mừng bạn nào đã có sự lựa chọn, đó là đáp án B là đáp án chính xác. Chúng ta cùng nhau hái bông hoa thứ năm nhé. Câu hỏi: bài hát chúc mừng có xuất xứ từ đâu? Đáp án A, nước Nga. Đáp án B, nước Pháp. Và xin chúc mừng sự lựa chọn của bạn nào với đáp án đúng, đó là đáp án A. Xin cảm ơn. Tiếp theo, bông hoa thứ sáu có nội dung gì? Đây là câu hát nào trong bài hát chúc mừng? Hãy hát lại câu hát đó. Nghe lại lần thứ hai. Chúc mừng bạn nào có câu trả lời chính xác, đó là câu hát Nhớ mãi phút giây êm đềm, sống bên nhau bao bạn hiền, hát lên tình thiết tha lâu bền. Vậy nội dung của bông hoa tiếp theo là gì? Bài hát quốc ca Việt Nam được sử dụng trong buổi lễ như thế nào? Đáp án A, trong buổi chào cờ, không khí trang nghiêm. Đáp án B, trong giờ ra chơi, không khí vui chơi nô đùa. Và xin chúc mừng bạn nào đã chọn đáp án đúng, đó là đáp án A. Và còn bông hoa tiếp theo, xin mời cả lớp chúng ta cùng quan sát nhé. Ồ, thật là chúc mừng tất cả các bạn, đây là một bông hoa may mắn, chúng ta không phải trả lời. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi đó. Cô xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Về nhà các em tiếp tục luyện tập bài hát này với các hình thức mà mình yêu thích. Chúc các em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.